Thưa quý vị, Ấm tình Phương Nam hôm nay sẽ chia sẻ cùng với quý vị về những chiếc bánh Tết vô cùng đặc biệt đang được bếp Hoa Từ Bi thực hiện. Hàng trăm chiếc bánh chưng, bánh tét đang được gói trong căn bếp những ngày này để tặng cho bà con khuyết tật và neo đơn như một món quà đón năm mới. Hôm nay mình làm là tới 600 vị, nên là mình muốn mang lại cái Tết nghĩa tình cho bà con ấm áp. Bà con thì mình sẽ nhờ tới các bạn trẻ để thuê xe đưa các cụ tới đây. Và mình phát quà xong rồi lại đưa các cụ về đến nơi lưu trú. Các bếp nhỏ này từ sáng sớm cho đến tối khuya thì đều rộn rã tiếng cười nói của quý cô chú, anh chị tình nguyện viên trong đợt gói bánh Tết để có thể tặng quà cho bà con. Bắt đầu gói bánh và chuẩn bị nguyên liệu từ 7 giờ, mình gói xuyên suốt đến hơn 11 giờ đêm là xong. Và mọi người phải thức canh bánh phải là khâu sâu thay ca. Như hồi ở quê á, làm biết gói bánh rồi, dưới quê hồi xưa giờ làm biết gói bánh, nhưng là lên đây thì thấy mấy chị làm thiện nguyện này qua mình phụ cho vui vậy. Thì thấy vui, cũng có mùa xuân Tết giờ là vui, thấy hạnh phúc, thấy người ta ăn được là mình hạnh phúc. Mình làm cái bếp này với lại tất cả những cái con đường thiện lành là mình muốn cái lớp trẻ sau này là biết yêu thương và chia sẻ. $398, $399, $400. Và hiện tại thì đã có 400 chiếc bánh chưng được ra lò rồi. Và bên trong vẫn còn tiếp tục gói thêm bánh chưng và bánh tét để có thể gửi tặng cho bà con. Cát Tường cũng như là quý cô chú, anh chị tham gia hoạt động này đều mong muốn là những ai nhận được chiếc bánh này sẽ cảm nhận được sự yêu thương, sự chân thành và sự ấm áp của cái Tết quê hương. Chỉ sang một thông tin khác, thưa quý vị, hôm qua linh vật rồng tỉnh Tiền Giang đang trên đường vận chuyển đến nơi trưng bày tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho để phục vụ Tết Giáp Thìn thì gặp sự cố và rơi xuống đường. Cụ thể, khi xe vận chuyển đi đến đoạn đường 879 thuộc xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho thì bất ngờ xảy ra sự cố, tượng rồng nghiêng sang một bên, sau đó phần đầu rồng bị rơi xuống đường và đứt gãy một số bộ phận. Hiện công tác khắc phục đang được tiến hành khẩn trương, gấp rút để phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Được biết, đường hoa mừng xuân Giáp Thìn 2024 tại quảng đường Hùng Vương có kinh phí khoảng 6 tỷ đồng. Không gian được thiết kế từ ý tưởng về một Tiền Giang đầy sức sống của hiện tại và phát triển bứt phá trong tương lai với chủ đề Cửu Long Hội Tụ Tiền Giang Hóa Rồng. Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu đường Cảng bên mời thầu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 9, 47 và 84 thuộc dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Bên mời thầu cho biết gói thầu trên được đấu giá thầu qua mạng, đóng thầu vào ngày 8 tháng 1 năm 2024. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và đều vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Trong đó, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Lines có tổng điểm kỹ thuật đạt 89 trên tổng số 100 điểm. Giá chào thầu là 168,189 tỷ đồng và được xếp hạng thứ nhất. Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn xếp hạng 2 với tổng điểm kỹ thuật đạt 80,41 trên tổng số 100 điểm. Giá chào thầu sau giảm giá là 201,14 tỷ đồng. Liên danh Công ty Cổ phần Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Hợp tác xã Vận tải số 28 xếp hạng 3 với tổng điểm kỹ thuật đạt 84,63 trên tổng số 100 điểm. Giá chào thầu sau giảm giá là 235,325 tỷ đồng. chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu đang thương thảo hợp đồng. Dự kiến hợp đồng sẽ được ký kết vào ngày 16 tháng 2 năm 2024. Thời gian thực hiện hợp đồng 60 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, hòa cùng không khí vui tươi của cả nước đón chào xuân mới Giáp Thìn 2024, ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện vừa có buổi gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau. Tại buổi họp mặt, đồng chí Dương Thanh Bình ân cần thăm hỏi, động viên và trao 100 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng. Đồng chí Dương Thanh Bình đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống cho người lao động. Qua đây, mong muốn đoàn viên, người lao động chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật kỷ cương lao động, không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức công đoàn các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp hoạt động ngày càng tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian qua, chương trình Alo Cử tri Phương Nam liên tục nhận được các đơn thư phản ánh của người dân về tình trạng các dự án treo tại thành phố Hồ Chí Minh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế. Người dân khổ vì quy hoạch, còn bộ mặt của thành phố thì cũng ngày càng xấu xí đi khi ngày càng có nhiều khu dân cư nhếch nhác, hoang tàn, nhiều nhà tạm, nhà tôn hay những khu đất bạt ngàn nhưng không có cơ sở hạ tầng tồn tại vì quy hoạch treo. Ghi nhận thực tế của Chuyển động Phương Nam. Hơn 20 năm làm đơn kêu cứu, phản ánh, gửi khắp các cơ quan thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận 12, nhưng quả bóng trách nhiệm chuyển qua chuyển lại giữa địa phương và các sở ngành của thành phố vẫn không giải quyết thỏa đáng. Hậu quả, hơn 800 m2 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Nhật giờ chỉ là một khu đất trống, cỏ mọc tùm, rác thải vương vãi khắp nơi. Không chỉ riêng trường hợp của bà Nhật mà nhiều trường hợp khác cũng trong tình trạng tương tự. Là thành phố nói là thẩm quyền quận 12 thì về quận 12 á, thì nói là đợi lãnh đạo quận 12 đi xin chủ trương thành phố. Cứ thế mười mấy năm trời kiện cáo cho đến ngày hôm nay mình vẫn chưa được bồi thường. Và đất của mình thì có quyền sử dụng đất hợp pháp thì không được ở trên đất đó. Trên địa bàn quận có rất nhiều dự án đã quy hoạch nhiều năm, điển hình tại Thạnh Xuân có quy hoạch depot đường sắt tại tổ 16, tổ 11 khu 6 và quy hoạch công viên 150 hectare ở khu 2. Tuy nhiên, trong thời gian chờ triển khai thực hiện có thể kéo dài từ 10, 20 năm và hơn nữa. Nhưng người dân chưa thấy chính quyền đưa ra những giải pháp hỗ trợ để người dân trong khu vực quy hoạch đảm bảo được các quyền lợi hợp pháp của mình. Còn tại quận Bình Tân, 18 hộ dân khác cũng đang bất an từng ngày khi số phận của họ gắn chặt với tiến độ dự án xây mới trường tiểu học Trần Cái Xương. Bởi lẽ quy hoạch có, dự án có, nhưng việc đền bù giải tỏa lại có nhiều bất cập. Nhiều lần tôi làm đơn khiếu nại thì Chủ tịch quận Bình Tân mới có công văn là giải quyết cái vấn đề tái định cư, nhưng mà không được rõ ràng, không có vị trí đất, không có diện tích đất mà trả lời một cách mơ hồ. Chúng tôi không biết, tôi không đồng thuận. Nếu nhà nước cần thì phải đền bù theo đúng quy định của nhà nước. Nhà tôi 300 m2. Nhưng chỉ bồi thường cho tôi có 60 m2 là tôi không đồng thuận. Vì là nhà thì dột, nóng không ở được, mưa thì dột nát ướt hết. Cảnh cuộc sống của chúng tôi là đi bán bắp, ngày chỉ kiếm mưu sinh, không có tiền để lo cho cuộc sống gia đình mà tôi bán hết cả tài sản. Bây giờ tôi chỉ còn có một cuộc sống ở đây mà bây giờ lấy của tôi. Lúc thì bảo là làm công viên, xong một lúc lại bảo làm trường học nên bây giờ người dân chúng tôi rất là hoang mang. Để làm rõ những kiến nghị của người dân, phóng viên Alo Cử tri Phương Nam đã có buổi làm việc trực tiếp cùng một số cơ quan. Rất là cầu thị và rất là mong muốn để tiếp xúc được với người dân. Nó còn ngoài ra thì bản thân tôi cũng mấy lần là xuống trực tiếp tại dự án. Thì góc độ quận thì luôn lãnh đạo quận cũng như là ban bồi thường, các phòng ban thì luôn cố gắng để tiếp cận, để tuyên truyền cũng như giải thích, cũng như là nắm bắt là những cái mong muốn, những cái nguyện vọng người dân, để xem nguyện vọng nào là chính đáng. Thì chúng tôi xem xét lại chính sách bồi thường, cái chính sách tái định cư nếu mà nó thực sự là nó có thể làm tốt hơn được nữa. Khẳng định của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân là vậy. Tuy nhiên, theo các đơn thư phản ánh mới nhất mà cử tri Phương Nam nhận được từ người dân thì lại khác. Người dân khẳng định khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ không được giải quyết thỏa đáng, đúng quy định, thì họ sẽ tiếp tục khiếu nại, khởi kiện lên các cơ quan cấp trên để chờ xử lý.